Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe một ngày thức dậy ở Pháp. Gia đình mình sẽ làm những việc gì ha? Đây là ba của mình nè mọi người. Đó, đây là một bữa ăn trưa tại nhà. Mẹ mình rất là đam mê nấu ăn luôn, nên là mẹ mình nấu toàn những cái món ăn Việt Nam không à mọi người. Đồ ăn rất là đơn giản, mọi người có thể nhìn thấy ha. Trứng chiên nè, tôm gà, tôm nghệ chứ, rau muống sa tỏi, nước mắm chua ngọt, nước uống suy ngọt. Quá đặc biệt. Mọi người ơi, mình đang ở Việt Nam đi. Đang ở Việt Nam chứ không phải là ở Pháp. Đây là một bữa ngày hội ở làng. Thì mình ở một cái làng quê nhỏ, thì mọi người có tổ chức một bữa tiệc giao lưu với nhau. Thì tối nay sẽ có văn nghệ, ăn uống, ca múa nhạc và tụ họp lại tất cả hết mọi người trong làng luôn. Nhìn đơn sơ mà vui lắm nha mọi người. Đây, ở đây có mấy bạn nhỏ này đang chơi mấy cái game thủ công á. Thì mấy bạn nhỏ mà bên Pháp á thì chơi những cái game này nè. Mẹ mình đang đứng quay gì á để chuẩn bị đợi mình chơi nha mọi người. Mấy cái game này làm bằng handmade á, dễ thương lắm luôn á. À, gì á hả? Cái này nó làm tự động ha. Chứ nếu mà đi vô trong là nó thử. Olay phê. Khúc này là hai anh chị chơi với nhau là tình cảm không? Trời, ba mẹ mình dễ thương lắm luôn á, giống như đang hồi xuân vậy á mọi người. Còn đây là mấy bạn nhỏ bên Pháp nè mọi người. Mấy bạn dễ thương lắm luôn á, thân thiện lắm nha mọi người, được cái là rất lễ phép nha. Thấy mình á là người Việt á, người châu Á này cũng chào rồi, vòng tay lại dạ thưa đồ hello nha mọi người. Đây là quang cảnh xung quanh nè, ba mẹ cứ thả mấy đứa nhỏ chơi thoải mái gì á, bên Tây họ như vậy á, họ rất là vô tư luôn, họ không có kiểu giống như là chăm sóc 24/24 giống như ở Việt Nam mình đâu, nên mấy đứa nhỏ ở đây cứ thả cho chơi thoải mái vậy á. Có một mình là người châu Á thôi. Thôi kệ đi, mình dễ biết, mình không biết gì mình cứ quay thôi. Thật ra là mấy đứa nhỏ nó không có thích mình quay phim nữa đâu. Nó chơi á. Mấy nhỏ dễ ghét ghê. Khúc này là Quỳnh Anh đang đi giao lưu nè. Mình anh đang đi xin mấy bạn nhỏ này cho chơi ké, là tại vì có nhiều trò mình cũng không có biết chơi sao nữa, mấy bạn này bày mình chơi á, dễ thương lắm luôn á. Đó, coi ông nhỏ dễ ghét ghê chưa. Mình á thì chỉ biết nói tiếng Anh cơ bản thôi, còn mấy bạn này là phải nói tiếng Pháp nha, mà tiếng Pháp thì mình không có rành á. Thôi mình nói chút rồi cái mình chơi sao hồi cái nó bỏ cái bộ đó cho mình chơi mình luôn mọi người ơi. Mấy đứa nhỏ nó không hiểu gì hết, nó tưởng là mình muốn chơi á, cái nó đi chỗ khác nó chơi chỗ khác luôn. Su Kana tập 1. Làm để quay. Này là đến buổi tối là chuẩn bị có ca múa nhạc văn nghệ mọi người. Me the hook or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in, my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth it down till you can say. I think it's pretty.
đi chơi xong rồi thì bây giờ bắt tay vô làm việc nha. Chẳng giấu gì mọi người á, thì nhà mình là làm nông nghiệp. Nhà mình sản xuất trái figo mọi người. Cái này là có vườn luôn. Mỗi năm vào vụ mùa chính á, là vào tháng 7 và tháng 8 là nhà mình sẽ bắt tay vô làm việc. Đây là anh trai của mình nè. Anh tên là Phan Xoa. Anh đẹp trai lắm mọi người, mà giỏi nữa nha. Nhưng mà rất tiếc là có gia đình rồi mọi người ơi. Ok, bây giờ anh sẽ lấy xe chở mình đi ra vườn tham quan figure. Đó, khúc này là anh trai đang chở em gái đi nè. Đây là trên đường đi nè. Và mình sẽ quay nhẹ quang cảnh xung quanh cho mọi người xem ha. Đó, mấy cái nhà nó bự bự san sát nhau vậy á. Thì nhà của anh trai mình cũng y chang như vậy, và là nhà ba mẹ mình cũng y chang luôn, nó cũng gần gần nhau vậy á mọi người. Phút này là flex anh trai tôi nha, trời ơi đẹp trai lắm mọi người ơi. Nhưng mà lại không dám quay, giờ mới dám quay nè. Mình đang được đi hái figure. Đây là cảnh lúc mà anh trai mình làm việc nè mọi người, rất là nghiêm túc nha. Bình thường á, lên đồ đi chơi du lịch thì không nhận ra đâu. Nhưng mà lúc mà làm việc á, là mình rất là ấn tượng luôn. Trời ơi, anh giỏi lắm luôn á. Ở ngoài này á, là vườn rộng bao nhiêu hectare ta? Mình cũng quên nữa. Đây là cái vườn figure nhà mình nè mọi người. Nói đúng hơn là của anh Phan Xoa này nha. Ba của mình nhường lại cho anh để anh làm rồi. Bây giờ là mình là nhân viên của anh đó. Ở đây sẽ có một đội ngũ là hái figure. Đó, mình sẽ chạy xe xung quanh cho mọi người coi nè. Mình thấy đất ở đây nó không có giới hạn mọi người ơi. Nhưng mà anyway là cứ quay cho mọi người xem đi ha. Đó, đây là trái figure. Bên cạnh đó là cũng có một vườn nho. Còn đây là vườn figure. Bên tay phải là vườn nho của nhà luôn á nha mọi người. Nhưng mà mùa này thì chưa có thu hoạch. Ở đây thì anh mình cũng đang tuyển người hái figure mọi người. Là một giờ hình như là 12 đồng á mọi người. Là có lương bảo hiểm nó đầy đủ ha. Đó, thì anh sẽ lấy xe ra, anh chở figure về. Thì ở nhà là sẽ có một đội ngũ ở đây nè. Đây đó có chị Phương. Chị Phương là quản lý ở đây. Sẽ những mấy bạn phụ nữ á, là sẽ sắp xếp trái figure vô theo cái size trong cái hộp này nè. Đó, đây là trái figure nè. Một số á, là mình sẽ ăn tươi luôn. Cái trái này nó giống như trái sung Mỹ á, mà rất là tốt nha, ăn rất là tốt luôn. Mình đảm bảo, không phải nhà mình bán mà mình nói đâu, nhưng mà rất là ngon nha. Cái vùng của mình á, là nổi tiếng cái trái figure này nè. Đến nỗi mà lúc mà ai mà đi du lịch tới cái vùng Bẹt Bi Nhon này nè, cũng ghé vô đây á, để mua figure này mang về làm quà biếu á mọi người. Nó rất là nổi tiếng luôn, nó là đặc trưng á. Đó, thì năm nay cũng được cái bội mùa mình sang đây chơi để mình coi tìm hiểu sao. Và mình cũng xin một chân đó, mình vô mình làm việc. Thật ra là mình đứng mình quay phim vậy thôi, nhưng mà tí nữa mình vô mình đứng chỗ cái cô áo đỏ mọi người. Xong mình cũng xếp cái trái cây vô luôn, rồi mình được anh trai mình trả lương đó nha. Ok, nói chung bạn nào mà có muốn đi sang Pháp du lịch kết hợp làm việc á thì cứ liên hệ mình nha, inbox riêng cho mình nha. Mình sẽ giới thiệu công an việc làm cho mọi người ha. Đó, cái này là sắp xếp. Những cái việc mà nặng á là anh sẽ làm, con trai sẽ làm. Còn những cái việc mà nhẹ nhẹ giống như là đứng phân loại trái nào hư, trái nào tươi ra á là sẽ có con gái làm. Công việc cũng đơn giản lắm, nhưng mà thời tiết này nó hơi nóng. Lúc này á, là mình nhớ là cũng 32 độ, nó cũng tương đương ở Việt Nam á mọi người. Đây nè, quay một ít về cái trái figure cho mọi người xem. Rất là ngon luôn. Trời ơi, không phải, mình rất là tự hào nha. Mình rất là tự hào về cái về gia đình mình luôn á. Tại vì sản xuất ra cái trái này này rất là ngon và bổ. Nó giống như một cái vị thuốc vậy á mọi người. Ăn vô chữa biết bao nhiêu là bệnh cho phụ nữ, hỗ trợ tim mạch nè, làm đẹp da nè, tăng chống lão hóa nè. Nói chung là mình làm gì á, mình đứng á, không mấy cái trái nào mà nó hư á là mình có thể ăn được nha mọi người. Đó, mình nếu mà trái nào hư á mình phân loại ra thì mình đi nấu mứt thôi. Đây, đây là cảnh xung quanh nè. Thì có khoảng 10 người phụ nữ á đứng đây sắp xếp. Còn cái kia là mọi người nhìn xe là thấy cái kho. Đó, mọi người đóng vô đó, xong rồi chuyển lên Paris, phân phối lên đi siêu thị. Đây là một cái chú này dễ thương lắm.
chú này làm việc hả, lúc nào cũng vui vẻ, gây tạo tiếng cười cho mọi người để giảm bớt stress trong công việc á. Một năm đó thì mình chỉ gặp nhau được 2 tháng thôi, vào tháng 7 và tháng 8 thôi là hết vụ mùa rồi, còn lại là chỉ chăm sóc cây thôi á, nên mọi người á, năm nào mình cũng được gặp, mình thấy rất là thân thiện nha. Đây là cảnh xung quanh. Đây, cái kia là cái máy á, để hỗ trợ những cái đồ nặng lên. Rồi anh mình bắt đầu đóng gói nè. Nhìn ngầu chưa? Đó, đóng gói để đẩy lên làm theo cái pano để đi lên tỉnh, đi phân phối. Dạ. Khi là ba mình đó mọi người, ba đang phụ anh trai, hai người đang chuẩn bị đóng cái figure này nè, phải bỏ vô cái figure là một cái container, nó là giữ nhiệt độ lạnh đó mọi người. Vì cái trái này nó rất là mau chín nên là mình phải bảo quản ở nhiệt độ lạnh nha mọi người. Thì lúc này anh đang đóng lên xong rồi sẽ chở qua một cái kho, tí nữa mình sẽ quay cho mọi người coi. Đó, khúc này là bỏ xuống nè. Thì cái kho cũng gần đó chứ nó cũng không có xa nhà lắm nha mọi người. Thì mọi người ở đây là làm những cái việc mà nó, nói chung là lần đầu mình được thấy luôn á. Mấy cái container ở Việt Nam mình á, thì anh sẽ làm thành cái tủ lạnh, rồi gọi giống như là một cái nhà chứa. Đó, đây nè mọi người, cái chỗ màu xanh lá cây á. Không, để mình đang quay qua phía bên này là mình quay cái nhà chứa figure cho mọi người coi. Thì trong đó nó rất là lạnh luôn. Đây, mọi người để ý ở bên này á, đa số là tự làm luôn á, chủ nha. Anh trai mình là chủ á, nhưng mà cũng phải tự làm hết luôn nha mọi người. Làm tất cả mọi thứ chứ không có phải là nhân viên mà mình có thể nhờ nhân viên làm đâu. Tại vì nhân viên họ chỉ làm đúng một cái việc thôi. Ví dụ hái figure là chỉ hái figure thôi, mà đúng một giờ là một giờ nha mọi người. Bên nước ngoài này nó rõ ràng lắm. Còn anh trai mình á, những cái việc còn lại á, là phải làm hết tất cả mọi người. Nên là anh giỏi lắm luôn á. Làm chủ nhưng mà tôi thấy cực ơi là cực nha. Khúc này là bỏ hết figure xong rồi, hai anh em mình đi về nè mọi người. Này, trên đường đi về có đi ngang qua cái sân bay nhỏ nhỏ trong làng đó, quay một chút cái máy bay cho mọi người coi. Cái sân bay này nhỏ xíu à, nên sân bay nội địa á mọi người. Dọc hai bên đường á là cánh đồng hoa quả trái cây, đa số là cái làng này là trái cây không à. Yeah, đây là cháu của ba mình nè mọi người, cháu nội á, tên là Betrin. Có sở thích đam mê là xe máy địa hình, đang bốc đầu á. Bé rất là thích luôn, bé trai nha mọi người, rất là đam mê xe. Khúc này là mình nhớ là mình đang đi lên nhà ga. Đây là nhà ga ở bên Pháp nè mọi người. Mình ga de Perpignan. Đó. Thì bên cạnh nhà ga là sẽ có bến xe. Lúc này mình đi để mình mua vé xe á, mình đi lên Thụy Sĩ mình chơi á, mình đi qua Thụy Sĩ mình thăm dì mình á mọi người. Thì lúc này ông bà đang đưa mình ra nè. Từ chỗ nhà mình mà đi ra ga này là mất cỡ 10 phút nha mọi người. Đây là trung tâm luôn á, trung tâm thành phố. Sẽ có xe buýt, sẽ có xe khách và xe lửa. Nói chung là có tất cả các phương tiện di chuyển nó nằm ở đây luôn. Mọi người nhìn xung quanh đây cũng hiện đại ha. Để kể cho mọi người nghe, mình nhớ cái lúc này là mình bị đi lạc nè. Do ông bà không biết á, cái cũng không có biết cái trạm xe buýt mình sẽ đứng ở đâu. Cái là mấy ông bà cháu đứng nhầm chỗ. Thế là lúc mà tới giờ là cái xe nó chạy luôn. Cái xe nó không có chờ đợi ai hết. Tại vì bạn đứng sai chỗ. Còn cái xe là đúng điểm 11 giờ là xe chạy. Thế là luôn, xu luôn. Lúc này là tôi bị mất cái vé luôn á mọi người. Xong rồi ông bà trở về nhà lại. Và mình sẽ mua chuyến khác vào buổi tối nay. Coi như là một bài học kinh nghiệm xương máu đi. Tại vì là do mình đứng sai chỗ. Chứ không phải là do họ đứng sai. Bên này họ làm rất là quy tắc. Bên này là nhà ga xe lửa nè, mình có đi vô trong để mình coi, nó bự lắm luôn á mọi người. Thiệt luôn á, lần đầu tiên đi tới nước ngoài mà đâu có biết đâu. Mà mình đi du lịch một mình nữa, mà ông bà thì cũng không có biết cái xe, nhà xe của mình á là nó đứng ở đâu nữa. Thế là thôi, mấy ông bà cháu nhìn nhau cười rồi xong về đi ăn luôn mọi người, chứ không có đi Thụy Sĩ nữa. Coi như một bài học xương máu. Mà cái vé của mình mua là mình nhớ là 100 mấy chục đồng euro á, cũng một bài học ha mọi người. Sau là buổi tối lúc mà mình search lại, mình coi kỹ hơn á, là mình mua cái vé khác di chuyển vào buổi tối á, thì mình đứng đúng chỗ hơn, chứ mình không có đứng sai chỗ như buổi sáng hôm nay nữa. Đây là book full la bis la ba, book full la bis
Non, non, pas de bus. Non. C'est là-bas, c'est oh. C'est autre chose. Yeah. Là, les bus là-bas, ils partent dans tout le département. Oh. Oui. Les bus, c'est là. Yeah. Et quand tu reviendras aussi, ce sera là. Oui, d'accord. Merci, à bientôt. Ici. Oh, oh plus voilà. Vite. C'est celui-là? Oui. Cái xe này là xe mình đi nè mọi người. Dạ, dạ. Khúc này là đang nhìn xe đi trong vô vọng á. Đây là cháu nội của mẹ mình nè. Bé tên là Lê A. Lúc này là mình đang tặng cho em nó cái nón á. Xong rồi em nó khoe á mọi người. Cô gái bán rau. Đây là cái gì mẹ? Đi qua Bạc Hà. Nấu canh chua. Giờ giới thiệu sản phẩm nè. Rau tiết tô, rau thơm, rau giáp cá. Cái này là giống như là vàng vậy á. Đúng không? À. Tiết tô mới được cho. Rau thơm. Nhà vườn ở lộn. Quế, rau quế. Cây nhà lá trồng ở lộn cây nhà lá vườn. Trời ơi, đây là bông hẹ. Thấy rõ mẹ. Rõ. Đây là bông hẹ nha mọi người. Bông hẹ thơm. Hôm nay chúng ta có một bữa ăn ngon. Rau xanh. Ôi, phủ ha. Wow. Ôi, đã chưa. Đây là cái gì đây? Trời ơi, cà chua quăng lỗ đầu. Trời ơi, quá nhiều. Đây nè. Đây. Cà chua nè. Cà chua này bọc. Bọc luôn. Đây, củ qua. Đây, rau muống nha mọi người. Trời ơi, dập. Dập hết. Ủa, không có biết ăn. Trời ơi, cải. Cái gì đây? Nhưng để sắc phơi luôn. Trời ơi, mẹ ớt. Wow. Trời ơi, đẻ ra không? Đầy đủ tiện nghi. Thơm ghê luôn, ớt này ngon lắm nè. Ớt rất thơm. Ngon lắm. Cái vườn này của cô đó hả? Ờ. À. Trong nhà luôn. Trời ơi, sản xuất luôn hả? Ừ. Đẹp quá vậy. Bữa nay mày dắt tới. Tới mày thay hồi chụp hình thanh long á, trái quá trời trái luôn. Trời ơi, bí đao. Bầu. Ờ, trái bầu. Thôi là người Việt mà nói đó chặt lắm hết. Biết nấu ăn. Trái bầu. Cái rau gì ở dưới nữa? Đây là rau cải. Trời ơi, đã hái hết vườn luôn không? Và có cải cho mọi người. Quá ngon. Tuyệt vời. Ok. Chào mọi người. Xin chào. Sau khi flip vườn rau xong á, là bây giờ chị Phương flip người bạn thú cưng của chị Phương. Đây là một trong những người bạn mà chị Phương chăm sóc mỗi ngày hay cho ăn đồ ăn nên là rất là thân thiện nha. Không bao giờ sủa luôn. Nó bự quá hả? U là trời. U là trời. Không dám sủa mà nhìn kìa. Đây là nhà của hàng xóm á mọi người. Nói là nhà hàng xóm vậy thôi chứ thực ra là nhà của anh trai mình cho thuê á. Xung quanh nè, đây là bên phía bên tay trái. Phía bên tay phải cũng có một cái nhà để cho thuê đó đó. Mọi người nhìn thấy không? Cái nhà ở phía trước là cũng cho thuê luôn. Rồi cái nhà ở sau lưng cũng cho thuê. Nên là tất cả mọi người xung quanh đều là hàng xóm ở nhà mình hết luôn á. Đó. Lúc này mình phải dừng video ở đây rồi. Tại vì nó dài quá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cuộc sống Pháp của mình nha. Nếu mà mọi người thấy hay thì nhớ cho mình một follow nhé. Cố gắng ra nhiều video hay hơn ở cuộc sống Pháp cho mọi người xem. Bye bye mọi người.